Rất vui được gặp lại bà con nông dân trong khung giờ quen thuộc của bản tin Kinh tế Nông nghiệp Đài Phát thanh Truyền hình Hậu Giang. Những thông tin nông nghiệp nào nổi bật hôm nay, mời bà con cùng chúng tôi điểm qua sau đây. Bạc Liêu, người nuôi cá kèo đối diện thiệt hại kép, dịch bệnh và giá thấp. Người dân Hồng Ngự trúng mùa tép đồng. Đồng Tháp sẽ có cụm chế biến sâu nông sản. Nuôi cá kiển neon vua thu nhập 500.000 đô la Mỹ mỗi năm, một hướng đi mới của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Thưa bà con nông dân, những năm qua cá kèo là một trong những loại cá nuôi có giá trị kinh tế cao ở một số địa phương như là Bạc Liêu, Sóc Trăng, Cà Mau. Nhờ nuôi cá kèo mà đời sống của nhiều hộ dân khấm khá hơn. Tuy nhiên thì những ngày gần đây giá cá kèo liên tục giảm mạnh, từ 85.000 đồng một ký, hiện nay chỉ còn từ 25.000 đến 35.000 đồng một ký, khiến cho nhiều hộ nuôi lao đao. Trong lúc giá cá kèo chưa phục hồi trở lại thì người nông dân còn đối diện với dịch bệnh trên cá kèo ngày càng phức tạp. Bà con nuôi cá kèo đang chịu thiệt hại kép. Mời quý vị hãy đến vùng nuôi cá kèo ở tỉnh Bạc Liêu một chuyến để khảo sát tình hình nuôi của bà con nơi đây. Buồn bã, thất vọng, lo lắng là tâm trạng chung của nhiều người nuôi cá kèo trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu. Bởi vì tình trạng giá cá kèo thương phẩm lao dốc không phanh và không có dấu hiệu dừng lại. Trong khi đó, tình hình dịch bệnh trên cá đang diễn biến phức tạp. Theo người nuôi cho biết, nếu giá phải 60.000 đồng một ký thì người nuôi mới quầy vốn, nhưng giá hiện nay chưa được phần nửa giá này. Tỉnh Bạc Liêu hiện có 390 hectare nuôi cá kèo, tập trung nhiều ở huyện Hòa Bình, Đông Hải, thị xã Giá Rai và thành phố Bạc Liêu. Nông dân đã thu hoạch hơn 220 hectare cá, tổng sản lượng đạt hơn 2.000 tấn. Gần đây, toàn tỉnh có 52 hectare nuôi cá kèo bị thiệt hại, trong đó có 37 hectare cá kèo thiệt hại từ 30 đến 70%, 15 hectare thiệt hại trên 70%. Chi cục chăn nuôi và thú y tỉnh đã cử cán bộ kiểm tra, giám sát tình hình dịch bệnh và hướng dẫn nông dân cách phòng bệnh và chăm sóc cá. Một số người dân đặt giớn hoặc là lợp tép trên địa bàn xã Thượng Thới Tiền, huyện Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp cho biết, những ngày qua vì trúng mùa tép đồng nên có thêm nguồn thu nhập kha khá. Một người dân ở xã Thượng Thới Tiền nói là khoảng 2 tuần nay, bình quân mỗi ngày bắt được gần 10 ký tép đồng, tép đất từ một cái giớn đặt trên đồng ruộng gần nhà. Tép đồng được bán giá từ 20.000 cho đến 30.000 đồng một ký, thu nhập hàng trăm ngàn đồng một ngày. Năm nay, tép trên đồng ruộng khá là nhiều là nhờ xả nước vào ruộng để đóng phù sa. Và người dân rất là phấn khởi vì việc này đã góp phần vệ sinh đồng ruộng mà còn tái tạo nguồn lợi thủy sản. Nông dân tỉnh Đồng Tháp đã bơm nước chuẩn bị gieo xạ lúa đông xuân 2017-2018. Một số vùng thì đã xuống giống được khoảng một tuần, lúa đang lên xanh mướt. Nhưng mà xui rủi cái là bị dở đập, làm cho nước tràn vào gây chết hàng chục hecta lúa của bà con trong hợp tác xã nông nghiệp Bình Hiệp B, xã Bình Thạnh Trung, huyện Lấp Vò. Đoạn đập bị dở nằm ngay chân cầu rạch vượt của hợp tác xã này. Theo thông tin ban đầu thì do mấy ngày qua, đơn vị thi công tuyến đấu nối Cao Lãnh - Vàm Cống đã lấy một lượng lớn đất sát phần đập để mà đắp mái ta luy cho phần đường sát chân cầu, làm cho phần chân của đập bị sạt. Nên khi người dân bơm nước cạn đồng để xuống giống thì sự chênh lệch giữa mực nước phía trong và phía ngoài đập khá cao, từ đó dẫn đến tình trạng dở đập. Nước tràn vào và nhấn chìm toàn bộ khu ô bao khoảng 10 hectare lúa đông xuân vừa xuống giống. Người dân tại đây cho biết đây là lần thứ 3 đoạn đập này bị dở. Nước nổi trên các cánh đồng đang rút dần. Cùng với các tỉnh thành đồng bằng sông Cửu Long thì nông dân tỉnh Hậu Giang cũng bắt đầu khởi động việc xuống giống vụ lúa chính trong năm, vụ đông xuân 2017-2018. Dù công việc đồng áng của bà con có phần vất vả nhưng mà tất cả đều cảm thấy vui và đặt kỳ vọng vào một vụ lúa thắng lợi. Nhưng tình hình gieo xạ và thị trường lúa giống trong tỉnh cũng khá là nhộn nhịp. Có hộ thì đã nhận tiền cọc trước của thương lái cho vụ mùa đông xuân này rồi. Và mời bà con thăm ruộng ở Hậu Giang ngay bây giờ. Hiện bà con ở thành phố Vị Thanh đã xuống giống dứt điểm khoảng 20 hectare lúa đông xuân với cùng một loại giống xác nhận là OM5451. Theo bà con, việc canh tác cùng một loại giống và gieo xạ chung một thời điểm của từng cánh đồng sẽ giúp cho việc bán lúa sau này gặp nhiều thuận lợi. Mặc dù mới xuống giống, nhưng trước đó thương lái đã thương thảo và bà con đồng ý nhận tiền cọc bán lúa với giá chết là 5.200 đồng một ký, nhận trước 300.000 đồng một công. Đến ngày thu hoạch, dù thị trường có lên hay xuống thì nông dân vẫn bán với giá này cho thương lái. Bà con ai cũng đồng ý nhận tiền cọc. Bà con cho rằng có được giá ổn định thế này thì không còn lo về giá cả nữa, mà tập trung các giải pháp thế nào để năng suất lúa đến ngày thu hoạch được cao. Theo kế hoạch,
Trong vụ lúa đông xuân này, nông dân trên địa bàn tỉnh sẽ xuống giống khoảng 77.500 ha, phấn đấu đạt năng suất 7 tấn một hecta, sản lượng khoảng 540.000 tấn. Thời gian bắt đầu xuống giống từ ngày 25 tháng 11 năm 2017 đến ngày 10 tháng 1 năm 2018. Khả năng trong những ngày đầu tháng 12 tới đây sẽ bước vào cao điểm gieo xạ. Thị trường lúa giống trở nên nhộn nhịp mấy ngày qua. Theo đó, lúa giống trên địa bàn tỉnh Hậu Giang khá là dồi dào, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng. Về giá bán trong những ngày gần đây vẫn ổn định và tương đương với năm rồi. Cụ thể, hai giống lúa đang bán chạy nhất vào thời điểm này là OM5451 và OM4900, dao động ở mức từ 11.000 đến 12.000 đồng một ký. Xuống giống lúa đông xuân trước được an toàn để mà ăn Tết cho yên tâm, đúng không thưa bà con? Và lúc này thì các nhà vườn làm qua kiểng cũng nhộn nhịp không kém. Và tôi đã thấy được sự xuất hiện của một loại kiểng được uống thành hình rất là đẹp rồi đó thưa bà con. Những cây kiểng mà Ngọc Như vừa nói đến chính là của một số nhà vườn chuyên canh trồng cây Tết tại Văn Giang, Hưng Yên. Bà con đã uống cây quýt theo hình lục bình và bán với giá cả chục triệu đồng. Hãy cùng dạo quanh một chút vườn kiểng quýt này nhé thưa bà con. Năm nào cũng vậy, gần đến Tết Nguyên Đán là nhiều xã tại huyện Văn Giang, Hưng Yên lại tất bật ra vườn chăm sóc những cây quất, bưởi, quýt, phục vụ người dân chơi Tết. Năm nay, một số nhà vườn đã uống những cây quýt thành hình lục bình. Người dân cho biết do nhu cầu tiêu dùng nên các hộ quyết định uống quýt thành hình lục bình để bán Tết. Do thời gian tạo hình mất khá nhiều công nên không phải nhà vườn nào cũng có cây cảnh độc đáo. Được biết, cây quýt dùng để tạo hình lục bình phải có thời gian nuôi dưỡng từ 5 đến 6 năm. Cây dùng để uống phải bắt buộc có nhiều cành, tán. Ngay từ tháng 8 dương lịch, thương lái đã tới đặt mua cây. Giờ có khách muốn mua cũng không có. Giá của mỗi cây quýt hình lục bình này là 10 triệu đồng. Tuy nhiên, thương lái có thể sẽ bán lên tới gần 40 triệu đồng một cặp. Những cây này thường được các công ty mua về chưng Tết. Thưa bà con, như chúng ta đã biết là tôm sú nuôi trong môi trường nước lợ, nước mặn vừa phải, còn tôm sú nuôi trong môi trường nước ngọt hoàn toàn thì chưa thấy. Đây là một hướng đi mới đang được các nhà khoa học nghiên cứu. Và mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã thống nhất cho công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thủy sản Nam Miền Trung thực hiện thuần dưỡng giống tôm thẻ chân trắng thích ứng với vùng nước ngọt để phù hợp với điều kiện tự nhiên của tỉnh này. Trong quá trình theo dõi, thực hiện nghiên cứu thuần ngọt của tôm thẻ chân trắng, sẽ chọn 4 năm hộ nông dân cùng thực hiện, đồng thời tổ chức cho cán bộ kỹ thuật và nông dân tham quan thực tế mô hình nuôi tôm của công ty. Giám đốc công ty thủy sản Nam Miền Trung cho biết, công ty sẽ đầu tư 50 hectare nuôi tôm công nghệ cao, với nhiều mô hình để nông dân tiếp cận quy trình nuôi mới, cùng với đó là chủ động nguồn tôm giống thuần ngọt tại chỗ, kiểm soát nước thải, môi trường, nguồn nước và thăm canh đối với tôm. Cũng vừa mới đây, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp đã ký kết với Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ biên bản ghi nhớ hợp tác về lĩnh vực nông nghiệp, xúc tiến thương mại và khởi nghiệp. Và việc hợp tác này sẽ giúp cho tỉnh phát triển hơn ngành nông nghiệp hiện tại, vừa là vùng sản xuất và cũng là nơi có cụm chế biến sâu về nông sản. Theo đó, thì Viện Kinh tế Nông nghiệp Hữu cơ sẽ đầu tư chiến lược vào chuỗi giá trị rau củ quả và qua sản xuất theo tiêu chuẩn công nghệ cao, hướng đến thị trường quốc tế như là chợ đầu mối rau củ quả và chợ đầu mối qua kiển, trung tâm đào tạo công nhân nông nghiệp kỹ thuật cao, trung tâm tư vấn chuyển giao công nghệ tự động hóa canh tác nông nghiệp, trung tâm giống công nghệ cao. Đặc biệt là viện dự kiến sẽ đầu tư cụm chế biến sâu về nông sản đặt tại xã Tân Mỹ, huyện Đắp Dọ, tỉnh Đồng Tháp. Ngoài ra thì viện sẽ xúc tiến đầu tư kêu gọi các nhà đầu tư tiềm năng trong nước và quốc tế vào các lĩnh vực trọng điểm của Đồng Tháp như hạ tầng du lịch, logistics và hỗ trợ xúc tiến thương mại về rau củ quả và qua. Thưa bà con nông dân, một vài doanh nghiệp manh nha tham gia đầu tư cho nông nghiệp sạch, công nghệ cao cũng cho thấy được điểm sáng sắp tới. Tuy vậy, dù nhà nước đã có nhiều chính sách để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp nông thôn, tuy nhiên đến nay thì cũng chỉ có 1% trên tổng số doanh nghiệp của cả nước đầu tư vào nông nghiệp, trong đó thì có tới 50% doanh nghiệp siêu nhỏ. Đây là thông tin tại Diễn đàn Doanh nghiệp Doanh nhân với phong trào xây dựng nông thôn mới mới đây. Theo các chuyên gia thì sở dĩ doanh nghiệp ngán ngại đầu tư lĩnh vực nông nghiệp bởi vì rủi ro cao hơn các lĩnh vực đầu tư khác và đầu tư phải tốn vốn nhiều, lợi nhuận rất là thấp trong khi phụ thuộc nhiều vào yếu tố thời tiết, dễ ảnh hưởng đến sản lượng. Tính đến nay, Việt Nam chỉ có trên 4.000 doanh nghiệp nông nghiệp, chiếm dưới 1% trên tổng số 420.000 doanh nghiệp cả nước. Trong đó có tới 50% doanh nghiệp siêu nhỏ với quy mô dưới 10 lao động. Các doanh nghiệp này không có cấu trúc rõ ràng, mô hình quản lý sơ khai và đặc biệt không có chiến lược kinh doanh và kế hoạch sản xuất.
Bên cạnh đó, vẫn còn không ít chính sách chưa phù hợp hoặc thủ tục hành chính rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp nông nghiệp phát triển. Các chuyên gia khẳng định cần làm rõ những chính sách hiện tại về đất đai, tài chính để thu hút doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp. Các địa phương cần coi doanh nghiệp là đối tượng phục vụ, tạo điều kiện thuận lợi và hỗ trợ tích cực nhất. Tiếp tục thông tin, xuất khẩu mặt hàng thủy sản của nước ta được ghi nhận kim ngạch những tháng qua đã tăng vượt bậc là 7 tỷ 500 triệu đô la Mỹ, con số cao nhất từ trước đến nay, tăng 18% so với cùng kỳ năm 2016. Mỹ, Nhật Bản, Trung Quốc và Hàn Quốc là 4 thị trường nhập khẩu hàng đầu của thủy sản Việt Nam, chiếm hơn 58% tổng giá trị xuất khẩu thủy sản. Riêng tại đồng bằng sông Cửu Long, 11 tháng qua đã xuất khẩu hơn 487.700 tấn cá tra, tăng 28% so với cùng kỳ năm 2010. Tổng giá trị đạt 1 tỷ 400 triệu đô la Mỹ. Tổng xuất khẩu tôm thì đã cán mốc 3 tỷ 200 triệu đô la Mỹ, tăng gần 20% so với cùng kỳ. Bên cạnh các thị trường trọng điểm, điểm đáng chú ý trong bức tranh ngành thủy sản năm nay là đà tăng mạnh tại các thị trường mới nổi như là Israel, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil và Philippines, với mức tăng trung bình đạt trên 66,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhìn chung thì thị trường cá tra và tôm trong nước có sự khởi sắc về giá theo hướng có lợi cho người nuôi. Bên cạnh đó thì sức tiêu thụ ở một số thị trường chính duy trì ổn định cũng giúp cho việc tiêu thụ nguồn nguyên liệu khả quan hơn. Thưa bà con nông dân, nuôi cá kiển xuất khẩu đang rầm rộ ở thành phố Hồ Chí Minh. Lúc đầu thì một số dân chơi cá nuôi để mà thưởng thức, chiêm ngưỡng cá. Có bán thì cũng chỉ bán ở nội địa, nhưng mà gần đây thì người dân đã bắt đầu xuất khẩu sang nước ngoài càng nhiều. Và những con cá kiển neon vua này là loại cá kiển đang được thị trường châu Âu cũng như là Mỹ rất là ưa chuộng. Với diện tích 5.000 m² nuôi cá neon vua thì ông Lê Hữu Thiện, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đang xuất khẩu đều đặn sang châu Âu, Mỹ, và ông có một vài chia sẻ với bà con nông dân như sau. Ông Lê Hữu Thiện, chủ trang trại cá cảnh huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cho biết, cá kiển neon có màu sắc rất đẹp, chơi quần thể chung hiền hòa, thích nghi với môi trường có cây thủy sinh. Tại trang trại này có 40.000 cặp cá đang cho sinh sản. Hàng tháng, trang trại sản xuất được từ 200.000 đến 300.000 con. Một con cá neon vua có giá xuất khẩu từ 2.000 đến 5.000 đồng. Doanh thu từ 400.000 đô la Mỹ đến 500.000 đô la Mỹ một năm. Khi nhận được đơn hàng thì trang trại chuẩn bị hàng trước từ 5 đến 7 ngày, sau đó cơ quan kiểm dịch kiểm tra trước khi xuất khẩu. 500.000 đô la Mỹ là một cái số tiền mơ ước của bà con mình đúng không Tuấn Anh? Nhưng mà nuôi cá kiển thì cũng phải hiểu được cái đặc tính mới có thể là nuôi thành công. Đây là mô hình mần ăn mới của người dân ở thành phố Hồ Chí Minh, từ sự hiểu biết tích lũy qua nhiều năm chơi cá kiển cộng với yếu tố nhạy bén thị trường. Hiện nay thì cái mô hình này đã thực sự thành công. Tôi cũng rất là muốn nói đến điều đó. Bà con nào có tay nuôi cá kiển thì cũng nên thử nghiệm. Không xuất khẩu thì cũng có thể bán trong nước, vì gần đây nhu cầu chơi cây kiển, cá kiển cũng nhiều hơn. Trước khi nói lời chào tạm biệt thì mời bà con hãy điểm lại thị trường nông nghiệp trong ngày cùng chúng tôi nhé. Cá kèo rất giá thấp, 20-25.000 đồng một ký. Cá kèo đang bị dịch bệnh hoành hành. Tỉnh Bạc Liêu có 52 hectare nuôi cá kèo bị thiệt hại. Nông dân Hồng Ngự, Đồng Tháp trúng tép đồng từ 20.000 đến 30.000 đồng một ký. Hậu Giang, lúa đồng xuân vừa gieo xạ đã được bỏ cọc giá 5.200 đồng một ký. Hai giống bán chạy nhất là OM5451 và OM4900 từ 11.000 đến 12.000 đồng một ký. Nhà vườn làm kiển quýt hình lục bình bán Tết, giá của mỗi cây 10 triệu đồng.